Bạn có triệu chứng đau quặn vùng thắt lưng, cơn đau thường âm ỉ kéo dài, triệu chứng buồn đi tiểu nhiều lần, tiểu bón, tiểu sót làm bạn khó chịu, bạn mong muốn tìm kiếm một phương pháp điều trị các vấn đề trên, hãy chọn viên uống lợi niệu công đức để có giải pháp tốt nhất. Viên uống lợi niệu công đức là bài thuốc có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, không gây độc hại cho cơ thể, chính là lý do chủ yếu khiến nhiều người tin tưởng sử dụng. Trong đông y, kim tiền thảo có vị ngọt, tính hơi hàn, là loại thảo dược thường dùng chữa sỏi đường mật, sỏi đường tiết niệu, chữa niệm thận. Hải kim sa cũng có vị ngọt, tính hàn, chữa khó tiểu, tiểu ra mủ, tiểu buốt, sỏi đường tiểu. Đan sâm có vị đắng, hơi hàn, không độc, giúp cải thiện tuần hoàn mạch vành, giảm đau thắt ngực. Với liệu pháp kết hợp giữa các vị thảo dược, viên uống lợi niệu công đức là bài thuốc chữa bệnh được nghiên cứu và phát triển từ những kinh nghiệm của người thầy thuốc được lưu truyền cho đến ngày nay. Viên uống lợi niệu được bào chế dưới dạng viên nang, mềm, dễ sử dụng, đã mang lại hiệu quả tốt và an toàn. Sản phẩm phù hợp với đối tượng khó tiểu, bí tiểu, tiểu gắt, người bị sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi túi mật. Sản phẩm bào chế dưới dạng viên nang và đóng thành vỉ rất dễ sử dụng và mang theo bên người. Sản phẩm phù hợp cho người bị sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi túi mật hoặc người có các biểu hiện như tiểu tiện khó, bí tiểu, tiểu gắt.